Puka lên tiếng xác nhận đã xem Ginh Tuấn Kiệt chính là định mệnh của mình. Ginh Tuấn Kiệt bất ngờ hôn hộp quà của người bí ẩn dành tặng cho mình nhân dịp sinh nhật, phải chăng đó có phải là Puka? Chào mừng bạn đến với kênh tin tức 360 của gia đình Việt. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Mới đây, tập mới nhất của một chương trình vừa lên sóng với sự xuất hiện của dàn khách mời gồm các nghệ sĩ Puka, Võ Tấn Phát, Lê Hạ Anh, Quốc Anh, Diễm My 9X, Lê Nhân, Miss Thi, Kim Nhã, Dương Vũ. Trong đó, nữ diễn viên Puka đã chiếm trọn vót lai với cuộc gọi định mệnh đến người em Ginh Tuấn Kiệt. Cụ thể, sau hai vòng chơi, 5 người chơi Puka, Võ Tấn Phát, Diễm My 9X, Lê Nhân và Dương Vũ là những gương mặt được bước tiếp đến vòng 3 và gọi điện thoại cho người thân. Đến lượt chơi của mình, Puka đã khiến tất cả hào hứng khi cho biết, em sẽ gọi cho một đứa em của em. Sau đó, khi giọng của Ginh Tuấn Kiệt vang lên ở đầu dây bên kia, ai nấy đều trầm trồ, thậm chí Diễm My 9X còn nổi hết da gà. Không những vậy, Puka còn gây bất ngờ khi hỏi thẳng Ginh Tuấn Kiệt, bây giờ chị được vô vòng cuộc gọi định mệnh, không biết em có nhã ý muốn làm định mệnh của đời chị không? Đồng thời, nữ diễn viên còn gửi kèm một lời hứa, cái gì chị có chị sẽ cho em, khiến Trường Giang phải lên tiếng nhắc nhở. Diễn viên Lê Nhân cũng chớp lấy cơ hội cà khịa đàn chị. Chị ơi, chị hứa sớm quá à, bây giờ cái tuổi xuân chị không có sao chị cho người ta. Cuối cùng, Ginh Tuấn Kiệt là người thứ ba gọi điện đến chương trình và giúp Puka bước vào vòng tiếp theo. Nữ diễn viên như vỡ òa và thốt lên, không uổng công trên mạng người ta nói em thương chị mà. Dưới phần bình luận, các fan của cặp đôi chị em Puka, Ginh Tuấn Kiệt cũng được fan phấn khích khi cặp đôi thoải mái tương tác với nhau trên sóng truyền hình. Pu gọi cho Ginh vui dễ thương lắm, tập này vui quá, Pu nhắc đoạn Pu gọi cho Ginh và thương Pu ghê. Vào vòng đặc biệt rồi mà vẫn chưa được giải thưởng cao nhất. Mê Puka với Ginh Nha giấu đầu lòi đuôi, đặc biệt mới đây trong một clip livestream mới nhất của Ginh Tuấn Kiệt, anh chàng đã có màn quay khu quà từ các fan và đồng nghiệp tặng quà sinh nhật cho mình. Đáng chú ý nhất chính là tới khi cầm lấy một hộp quà khá to màu đỏ, anh chàng đã dịu dàng đặt nhẹ nụ hôn lên đó và gọi đó là món quà của người bí ẩn dành tặng. Tuy món quà chỉ là một bộ đồ thể thao đá bóng bình thường nhưng có thể thấy anh chàng cũng rất nâng niu lấy hộp quà. Fan có thể thấy được nụ cười tích cả mắt của anh chàng khi được nhận phần quà yêu thích của mình, vì nếu là fan ruột thì chắc chắn sẽ biết Ginh Tuấn Kiệt thích bóng đá như thế nào. Dưới bình luận, hàng loạt fan đều dự đoán ngầm tên người bí ẩn tặng món quà này cho anh chàng là ai. Quà của người bí mật chắc là của chị Vu quá, bộ đồ bóng đá hàng ao đó chắc chắn của Cẩm Thơ rồi, vậy mới biết người yêu đang muốn có gì chứ, bộ đồ giấu tên ghi là của Puka quá. Gần đây tham gia show truyền hình, bộ ba Puka, Khánh Vân, Ginh Tuấn Kiệt lại được dịp xuất hiện cùng nhau với trang phục vô cùng sang trọng. Lúc này, Trường Giang liền tranh thủ chọc ghẹo, này không phải đi chơi mà đi event, nhưng cái kiểu này mà thua là kỳ lắm. Ngay lập tức không chịu yếu thế, Puka phản bác lại ngay. Không phải đâu, đội cố tình mặc đồ đẹp để sợ không có vô được vòng trong là không được mặc đồ đẹp nữa, phải tranh thủ, khiến ai cũng bật cười. Ngay khi bắt đầu phần chơi của mình, Ginh Tuấn Kiệt Ginh đã gặp khó khăn trước các câu hỏi mà chương trình đưa ra, với câu hỏi, trái gì có nhiều nếp nhăn, đố chữ. Trước khi nam ca sĩ đưa ra đáp án, Puka còn gợi ý, hôm trước có lần vô tình coi clip chung, chỉ có chỉ một lần rồi, không biết có nhớ không thôi. Khi Ginh Tuấn Kiệt phân vân nói rằng là trái cam đã vắt nước, Puka tỏ ra bực bội, ổ đố chữ mà, coi tên của trái nào có liên quan đến nhăn. Phải nhớ nó là câu hỏi đố chữ, thậm chí cô còn đưa ra nhiều gợi ý nhắc bài cho đồng đội. Trước tình huống này, nam MC liền trêu chọc, ủa ai làm MC chương trình này vậy? Dù vậy, Puka vẫn chống chế, thì bây giờ mình cũng chơi cho vui rồi. Tuy nhiên, sau nhiều lựa chọn, Ginh Tuấn Kiệt vẫn không trả lời đúng và cũng chỉ mang về một đáp án chính xác. Xét về tổng điểm, đội A với Puka, Hoa hậu Khánh Vân và Ginh Tuấn Kiệt đã xuất sắc mang về tấm vé bước vào bán kết. Trước đó, dù không lên tiếng khẳng định, nhưng Ginh Tuấn Kiệt và Puka đã để lộ 1001 bằng chứng hẹn hò. Đồng thời, cả hai đi đến đâu cũng đều bị đồng nghiệp nhắc tên đối phương hay trêu ghẹo chuyện yêu đương đến đấy. Thân thiết
biết xung quanh đó thì mọi người nói là MV này đầu tư rất là đầu tư. Rồi mình đi xem teaser thì mình cũng thấy rồi đó. Cái dự đoán như thế nào về cái thành công lần này? Thật ra thì như mọi người đã theo dõi Trúc Nhân á thì mọi người cũng thấy là tất cả các sản phẩm của Trúc Nhân á đều có một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu, mà mọi sản phẩm của Trúc Nhân á đa phần đều rất là thú vị và đem đến cho mọi người cái cảm giác rất là mới, lạ và hay. Cho nên là cô ca nghĩ là MV lần này cũng không ngoại lệ, cô ca cũng rất là chờ đón. Sau khi mà xem cái teaser là mình đã cảm thấy rất là nôn nóng và muốn xem liền cái bản full. Thật ra với chương trình Sao Giọng Ngủ thì chắc là mình được trải nghiệm một lần trong đời thôi, không có được trải nghiệm lần thứ hai. Nhưng mà nếu như sau này có những chương trình, những cái show thực tế mà cũng tương tự giống như vậy và đó là những trải nghiệm thực tế vậy thì cô ca chắc chắn sẽ tham gia. Tại vì khi mà mình tham gia xong rồi mình mới thấy là nếu như mà không có những cơ hội đó thì chắc chắn cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ được trải nghiệm những điều đó. Ở trong show mình có vướng những cái tranh cãi không có đáng có hả? Thì nếu mà lần sau mình tham gia cái show thực tế như vậy nữa thì cô ca sẽ rút ra cái bài học gì? Thật ra nó là một cái show thực tế và khi mình tham gia một cái show nào thì mình cũng không thể nào bắt buộc tất cả mọi người đều thích mình, hoặc là mình bắt buộc tất cả mọi người đều thích cái show đó. Tại vì chính người 10 ý mà, mỗi người sẽ có một cái nhìn nhận, cái quan điểm về một cái sự vật, sự việc trong cuộc sống này. Thì cô ca tôn trọng những cái quan điểm đó và cô ca cảm thấy là mỗi người đều có một cái ý kiến riêng. Và khi mà cô ca thể hiện ở trong cái show đó thì cô ca cảm thấy là cô ca đang là con người thật của mình. Cho nên là nếu như mà nói là thay đổi hoặc là sau này thế nào có khác hơn hay không thì chắc chắn là sẽ không phải là cô ca sẽ là cô ca thôi. Dự định công việc thì nhiều rồi, vậy còn dự định về đời sống cá nhân thì sao? Cũng là nó có về đời sống cá nhân thì nói chung là khi nào mà cô ca cảm thấy một thời điểm thích hợp cô ca sẽ chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ thì cô ca muốn giữ riêng cho mình. Tại vì mọi người cũng rất là quan tâm về việc khi nào mình có ý định lập gia đình hay là sau đó thì hiện tại thì chưa có rồi đó, nhưng mà mình đã có ước mơ là mình tính trước là đến cái độ tuổi nào chưa? Có tuổi rồi nhưng mà cái ý định lập gia đình thì vẫn chưa có, cho nên là khi nào có thì cô ca sẽ chia sẻ với mọi người. Nhưng mà cô ca có định có khi nào tưởng tượng là khi mà mình lập gia đình đó thì mình sẽ mơ ước một cái cuộc sống hoặc một cái cuộc hôn nhân nó như thế nào không? Cô ca thích gia đình thì cô ca thích có con lắm, nói chung là cô ca thích em bé, cho nên là nếu mà lập gia đình thì cô ca sẽ sinh con. Cô ca thích bao nhiêu con, bao nhiêu bé? Chắc là ba. Là một người ấm áp, biết quan tâm, biết yêu thương gia đình, thương vợ, thương con. Nói chung là một người khá là sâu sắc về tâm lý đó. Tại vì cô ca là một người cũng nhạy cảm, rất là nhạy cảm, cho nên cô ca cũng được về tâm lý chứ sao. Cô gặp được người nào giống như vậy chưa? Bí mật. Vậy thôi, vậy bây giờ cô ca nhắn nhủ Trúc Nhân một cái điều gì đó vậy? Với Trúc Nhân thì là một người đã quá giỏi, quá có tài rồi, cho nên là cô ca chỉ chúc cho Trúc Nhân đạt được những cái thành công mà như Trúc Nhân mong muốn. Jin Trúc Kiệt thì cô ca cũng tham gia nhiều chương trình với Jin rồi, kể cả chương trình thực tế, cho nên là cô ca thấy Jin là một người khá là ga lăng, khá là đàn ông. Mặc dù mới đầu khi nhìn vô thì mình cảm thấy bạn này sao mà kiểu mà thấy nhỏ nhỏ, kiểu giống như là cũng như là Duy Khánh đồ này kia, nhưng mà thật ra là cũng khá là sâu sắc hơn Duy Khánh nha. Duy Khánh thì kiểu mà chị em đôi lúc là rất là vui với nhau, nhưng mà còn để tâm sự thì chắc là không phải. Cho nên là mình đã thấy là đi nó thì có thể là để mình có thể nói chuyện về mọi thứ, mọi cái chủ đề trong cuộc sống này mình có thể kết nối được với Jin. Mình muốn nhiều tinh đồng cảm như vậy á thì nó có đẹp cho hai bạn trẻ với nhau khi mà làm việc chung không? Ngày trước thì có ngại, tại vì cái gì mới mà mình không bỡ ngỡ. Nhưng mà bây giờ thì dần dần cũng quen với điều đó rồi. Và khi mà dần dần thì khi mà quen chung nhiều show với nhau á thì cô ca cảm thấy là cô ca với Jin nó có sự thông hơn rồi, cho nên là cũng không ngại. Thấy anh Trường Giang hay đẩy thuyền chị với lại anh Jin đó thì chị cảm thấy như thế nào? Ủa, anh Giang có đẩy cả ngàn cái thuyền chứ bộ có một cái thuyền này đâu. Nói chung là tại vì anh em với nhau thì hay giỡn, hay chọc nhau cho vui thôi. Vậy thì cô ca thích mình sẽ đi người trong ngành hay là người ngoài ngành? Với bản thân cô ca thì từ trước tới giờ cô ca luôn suy nghĩ